好的，拜拜嘞。对，你明白。啊，哥，你先，啊，哥，我办呢。则怀忠，畏则怀乱，不治民则民怨怒，民怨怒则必生乱。主公御下必先弹压乱贼，以警不臣之心，方可治之。Yo, xin chào anh em nha. Hôm nay đường truyền của tôi có chấm đỏ ở đây, con mẹ nó. Để biết thế nào. Rồi hôm qua là chúng ta bảo là để một đạo của Trịnh Giang ở đây. Tôi để thêm một đạo nữa. Quyết tâm quét Hà Bắc một lượt. Còn Vu Quỳnh. Và một tướng xanh nữa. Lý Nho tuyển rất lâu rồi mới có dịp xuất trận. Bắc địa có hai thằng bức địa đây, dùng hai thằng này. Đáng lẽ tôi sẽ dùng tướng quân lính đỏ nhưng mà ở đây nó không có, chúng ta dùng kỵ vàng cho đạo của Thuần Vu Quỳnh. Lý Nho thì chơi nỏ đấy. Đạo của con này thì chuyển thành cung. Cung thì hơi yếu nên có lẽ sẽ chuyển sang một đạo cung thường để lấy cái độc tiễn bắn trừ giáp của nó thôi. Đánh không cần Lạc Tuấn cũng được. Auto. Phu sát địch nhân. Chu miệt nhị giặc. Sáo chinh lưu hợp. Nhất thống thiên hạ. Tâm hoài vinh quang. Ở tôi đi. Thiên mệnh tại vô, sấy gắn phục vụ. Sát sứ đẳng giấy rẻ, thiên lý bộ rung.
汉室走向了。孙哲，孙哲来。杨，thằng nào đoạt vị tao đây? Đồng Ngô và Đại Ngu, à Lưu Ngu. Đại Quốc. Bây giờ, bây giờ anh sẽ ra chiếu chỉ đó là. Ông chức đây anh ơi. Phong chú làm tể tướng. Đúng đấy. Chú bây giờ là chư thần của anh. Thế hình con rồng đâu? Lão hữu lại phỏng, thật sự xin vui. Bây giờ ta là đế quốc và Biện Trung bây giờ là chư hầu của tôi. Lần về là phải cấm nạp 1.000 tiền. Bây giờ yếu là phải cống nạp cho gì nữa. Anh tôi xem thằng nào lại thuần phục tao nữa đâu. Yêu hớ sự yêu xiang thán. Đéo cần thằng nào. Hoan yến, bạn yêu. Bây giờ phong chức cho các con trong chiều đã đủ thời gian. Anh hỡi lấy 1.000 tiền cống nạp của thằng em vậy anh. Mày xin lại đi, mày xin cống nạp 11.000 theo một từng lượt đi. Ok tu đi anh ơi. Ừ. Dẹp bọn loạn quân giùm anh. Không thì mày lấy 2.000 tiền mỗi lượt được, anh cấp cho mày 1.000 tiền. Rồi. Thì chứ tiền anh lo được rồi. Trần Quốc chưa kịp rời đô về Lạc Dương bởi vì Lạc Dương rời đô hơi đắt. Ở tôi đi anh này. Thôi đất tổ của mình Trần Quận thì mình cứ để đất tổ đó. Đại quốc Ngô quốc Hùng cứ Giang Đông. Đại quốc Hùng cứ Liêu. Chỗ này là mẹ chỗ Liêu Đông nhỉ. Hùng cứ Liêu Đông. Trần quốc là Hùng cứ mẹ Trung Nguyên.
Anh cấp tiền cho thằng em nó đi tỉnh quân đi anh. Đấy, mày xin 2.000 mỗi lượt đi. Hiện tại chỉ cấp được cho chú thế thôi. Thôi gì à? Lên xin bệ hạ chi tiền để thành lập quân đội. Tôi có một sự cầu nguyện. Tại cơ sở này hợp tác. Công tôn Toàn là nó làm đại tướng quân thì kệ nó, cứ quan tâm là cái đấy làm gì. Bây giờ lên hàng đế quốc bây giờ mới mới tên sau ngồi phong chức, xong rồi set up lại các cái tip nữa đấy. Có chức thì cứ phong đéo phải bỏ tiền, thiếu đéo thì tiền cứ phải quan tâm cái đấy nhỉ. Nhà có gì ngoài tiền nữa? Nữ đế Giang Sơn này rồi, thuộc họ Viên rồi. Đúng rồi, bây giờ là lúc ban tước phong hầu. Thằng Trung bây giờ là chư thần của đế quốc tôi, Trần Quốc. Chư thần vững mạnh đằng sau. Thành kẻ tướng à. Diệt xong Viên Thiệu, diệt xong cung đồ. Rồi chúng ta sẽ hướng tới mẹ thằng chó Lưu Ngô này. Của Lưu Ngô ở sau lưng thì tôi cũng rất là bất an. Anh Hạ Hậu Rôn đi thì vẫn còn hứa chữ. Còn hứa chữ, còn Hạ Hậu Nguyên. Thằng bán lương rồi. Giờ tầm này thì bán lương thì nữa. Bây giờ anh thấy mày một là mày đánh thằng Trọng công quốc đi.
hai đánh lưu biểu mở rộng đất ở đây ra nó mới giàu được. Tức là luôn luôn phải đánh trong tình trạng đánh nhau ấy thì nó mới có tiền. Em đang cấm đánh viên thiệu này, đánh cha của nữ đế đó. Viên An Dương là con của Viên Thuật, con gái Viên Thuật. Viên Thuật này, Viên Thuật là chư hầu của Viên Thiệu. À, đúng rồi, cha của nữ đế, chồng chồng công quốc này, cha của nữ đế này. Đúng rồi, đúng rồi. Đấm mày cha nói nữ đế vỡ mồm. À, đúng rồi, đấm cha nữ đế vỡ mồm luôn. Anh làm sao mà lương lắm thế? Đương nhiên là lắm rồi, nắm giữ bao nhiêu chỗ mẹ vẫn lương ở đây, rồi ngắm mẹ khu vực trên này cũng toàn lương, tha hồ mà ấp thành lên. À, có con nào dưới đây này? Lưu Bị nó có ai này? Quan Ngân Bình này, con của con Vũ. Mình. Bây giờ sẽ có hơi nguy hiểm một chút, đó là nếu mà thằng Lưu Ngu và Ngô Công Quốc cùng tuyên chiến là cũng hơi căng. Nếu nó tuyên chiến thì mình bị kẹt anh ạ. À. Mặt dưới của em thì không có quân. Cao tu đi. Đại quân tinh nhuệ nhất của mình đều đang ở Trường An rồi. Hậu phương chỉ còn mỗi Nhan Lương. Mày dám đánh luôn à? Láo nha. À, đánh đêm à? Chi mày dám đánh? Trọng Công Quốc ở dưới gần như không có quân đâu. Mày phải tận dụng cơ hội này mà liếm đất của nó đi. Chết. Đó, nó mai phục đấy. Em biết rồi. Chó này mất dài lắm. Hàn Phước đang cố chạy về từ thủ nhưng mà không kịp đâu cưng. Lưu Ngô làm gì mà? Không, nó đi đấy mà.
Mỗi lượt phải giải quyết tí một. Thứ nhất là sẽ có thể ôi già hủ chết vì bệnh. Già hủ chết à? Già hủ chết vì bệnh. Chết sớm thế. Tôi cho hậu duệ của ấy xuất trần nữa. Lưu Châu Trinh. Thôi, cái này cho ấy được. Cao Nhu. Thằng Lơ Ngô đã xác nhập hàng Phước lại nè. Ờ, còn mẹ là nói chi. Này đấy à. Tính nuốt hàng Phước. Tà Hồ 64 tuổi chết. May đấy. Kiểu nó đang kiểu thằng Hàn Quốc nó thấy nó đang thua ấy nên nó sát nhập luôn. Anh bật cái này thử ra nó đang chạy không? Ờ nó vẫn chạy này. Anh bật cái gì đây? Không, anh bật cái quan chức. Nó vẫn chạy bình thường nhé. Này cái thằng Lý Thôi này sống dai thế nhờ, 70 tuổi rồi vẫn chưa chết. Sống dai, đúng mà. Mấy thằng nào dân gian nó thường sống lâu anh ạ. À. Cái này vừa vừa được không tiếp tiếp. Cái đạo thuần Vu Quỳnh thì mình cũng bỏ đi. Sau này cần thì để sau. Tiết kiệm tiền. Ở tôi đi. Tôi đang tin niệm như ý, đây là sự ban tặng của trời. Những người tội phạm, họ đã chết rồi. Họ đã
起精神来，原地候命，向前进军，原地候命。快说，一见你就心烦。来，我进来就关了的嘞。啊，对。啊，được đại kiều mình 66%。此战世间无人不知。这是他们咎由自取，杀了他们，以儆效尤。我用不上他们。买给阿哥大舅，人好野呢。我的事迹，四海传扬。我舅舅，舅舅虽然美，但大舅好野。扛没没的，我走。关了。永不为奴。Đại Kiều, Giang Đông Nhị Kiều, cuối cùng nàng về bên ta. Gái theo chồng.Mà tôi cần cái chỗ kinh triệu này lên level 4 thì nó có tường thành, thì chẳng may mà bị bọn này công thì chưa ấy được ngay. Đánh đến đây chắc phải đẩy thêm một đạo nữa ở đây, xong rồi xuống đánh đồng mân, an định, cao nô đánh lên trên này. Thằng Viên Thiệu đang thua thân thất thế, nó sắp sửa chịu hòa bình rồi, nên nó đánh nó thêm một thời gian nữa.
是 up 给你啊，来，你进来，三20%暴露，对。Dạ, bớt tiền lương của tướng đi thì là hồi tiền ngay. Mật lệnh rút vui. Cứ đánh bọn này đã. Một mình viên thượng solo. Solo luôn hả? Ừ. Solo nếu mà chẳng may thua thì vẫn rút lui được. Thì cái đạo trong thành kia nó đỡ. Vậy bọn này cũng yếu rồi. Thank you.
当心啊，敌人有援兵相助。赞！挺住！鼓起勇气！听命！Vậy anh, đánh nhau mà sao lại để cho người dân ra cày ruộng thế này? Dân nó thích cày. Mẹ phần này không không thích sống nữa à. À nó chạy vào nhà hết rồi anh ạ. Ừ. Mấy chục người vô một căn nhà nhỏ xíu như thế này. Ảo thật đấy. Hơi đông rồi nha. Anh ơi, đánh nhau tới nơi rồi, vào nhà đi anh ơi. Má anh ơi. Mẹ lì đấy nha. Nhau tới nơi rồi. Vẫn đứng cày ruộng. Bọn lính nỏ là chất nhỉ, giáp vàng. Đúng cấm vệ quần của các. Lạc Tuấn, lão thần bảo vệ nữ đế với cả người thừa kế. Người thừa kế là viên thượng à? Ừ. Mẹ, cái giang sơn này thuộc về nhà họ viên mẹ luôn. Ai bảo Lưu Sủng con cái đéo có át thì phải chịu thôi. Lưu Sủng ở trên trời, chắc tức ói máu anh ạ. À. Không sao, nữ đế vẫn duy trì và phát triển mà. Chứ anh thấy vậy thôi chứ nữ đế cay lắm. con của nữ đế không được làm người kế vị mà để một cái thằng nguyên thường, thằng họ hàng. Rất nhiều kỵ.
Mấy thằng nông dân cũng kiểu nước tới chân rồi mới chạy, chạy rồi xong rồi la hét.是我手下败将。你在说什么？骑兵注意！杀呀！杀光敌军！冲啊！顽强不屈！尽情厮杀！敌军仓皇逃窜！一群懦夫！ Người anh em Vũ Long Quân đang bị giết, còn lại 45 lát nhỉ.
四散而逃，到底是无胆鼠辈，准备好冲锋了吗？注意，进攻！做好准备！做好准备！进攻！蛇骨断击！准备就绪！听命！水击已至！射击敌军！射杀敌军！准备就绪！给我射击！别来无恙啊！这懦夫！时机已至！加快速度！哈！敌军士兵正在溃逃！注意！给住！做好准备！做好准备！不要留情！跑起来！杀！加快脚步！进军！在！攻势太猛，不得不退。鼓起勇气，片甲不留。跑起来！准备好了，片甲不留。杀光敌军！冲啊！顽强不屈！听命！片甲不留。加速前进，加快脚步，顽强不屈，杀！准备就绪，尽情厮杀！我军士兵丢盔弃甲，真懦夫也！拉过去，准备就绪。不要留情，动作快点，进军，做好准备，时机已至，时机已至，进攻，诛灭敌军，准备好了，赶快赶快，停住，杀呀！冲啊！准备开战！准备就绪！tướng mạnh quá ông giờ, đó là dám đua. 准备，加速前进！骑兵准备，进攻！停住！nếu mà đua thì mình khó được mấy cái tướng nó đó. còn đua nó đi chạy một vòng nó chết cả lưa. 我军士卒仓皇逃命，这乃丧家之犬。注意，动作快点！赶快，赶快！鼓起勇气，杀光敌军！我坚如磐石！太平卫士，快快快！尽情厮杀！Thanh Long Quân đánh mẹ đến chết luôn rồi. Chỉ khí 100. Giáo lĩnh 不幸阵亡, 守住阵线. Vì vì thần bị kém rồi. 就这点本事. Bị khai chiến, 鼓起勇气. Chú ý. 停住. Sợ.Cái bọn Thanh Long Quân đấy, em thấy nó âm 100 lẻ mấy là vẫn đánh lại nhau rồi. Nó sắp tan rã rồi. Gắt thế nha. Chú ý, sở cổ đoạn chi. Chỉ còn một lạc tuấn thôi. Chắc chúng sẽ chạy bây giờ. Đi quân thang hoàng thảo thuận, một chúng lô phụ. Nhìn thấy rồi.Các bạn trận này bọn nó nhiều kỹ quá. Người kỹ quá là nó chặn kỹ của mình.
thẳng một cái rìu vô trong cái cổ họng của viên thượng. Tuần sau nó phải trả giá thôi. Mai phục à? Cao Thuận à? Mã Đằng không diệt thằng Đồng Mân nữa, cứ kéo quân sang. À, Lâu Yên chết màu đi, tập chính nha, dám chém hào đôn auto đi anh. Định làm gì đây? Nó cứ đi quanh nó phá rồi. Nó có cái chuyện cướp phá này. Ôi, như Lưu Ngu tuyên chiến với anh rồi em ạ. Đã quốc tuyên chiến rồi. Anh. Quân nó đang ở trên đất anh em mình đấy anh. Đúng rồi. Mẹ nó đánh úp một cái rồi căng đấy. Mẹ cho nó chứ. Lắc nhỉ? Lắc. Đi còn mẹ đây. Nó chứ. Làm gì đây? Ôi chứ. Lạc Tuấn vẫn gần đầy máu. Tướng của nó. Thôi. Thằng chó Lưu Ngu mẹ cơ hội nhỉ? Mẹ thấy một đội của anh nó bị đánh cái về nó tiên chiến luôn ạ. Ủa em không, ủa em không đánh nhau với nó à? Mày là chư thần thôi, chưa vừa phải, không không phải là mình. Bây giờ thế này, đạo Điển Vi của mày với cả đạo Hứa Chử tận xóa đi, để ở chỗ phía chỗ thằng Lưu Ngu thủ cho anh ở đấy. Anh đéo là bị nữa đúng không? Ừ. Cái đạo Hứa Chữ em phải về đất của em mới xóa được. Mày đang về đất của mày. Mày đang ở Nam Quận còn gì nữa? Cái đạo ở trên ấy. Cái đạo của Điện Vi ấy. Những người dân dân
À, thằng chó Viên Thiệu nó liên minh với Đại Ngu để ấy. Đánh nó thêm vài trận nữa xem thế nào.此战世间无人不知，他们与我为敌，必须力求上进，绝不留情。 我等威名，如今海内皆知。我所看重之人，皆是精兵良将，深谋远虑。这就是轻视我等的代价。 敌人畏惧吧。啊，动力。 đánh hết cỡ Viên Thiệu sẽ có hòa lại Viên Thiệu. ...为傲的一战。 没必要留着他们。 đánh lưu ngu nè. À mày đang đánh rồi mà. Không, em đâu đánh chơi với bọn lơ ngu đâu. Đại quốc đây làm gì? Mày đánh Chỉ có mình nhau đánh lắm thôi. À, nhầm đây. Cùng đồ thôi. Thế đánh đi còn gì nữa? Chờ em triển khai quân nè. Không. Trên này định chấu trọng trị vô lưu phong xiên tự sử y phong yên xung chưa làm hai đạn đánh rồi này chứ xin chiến tiến quân đá chỉ tinh thần lại
烈火燎原。来接呢。9000nó có 9000 quân. Không là gì cả. Đầu kỵ phượt đi. Con kỵ nữa anh ơi. Khi nào nữa? À đây. Nhi đã hủy miệng. Chàng rằng tôi xỉ bố tự chinh. Đa đàn. Chính đã đối với khẩu chú khoáng yến. Mưa này còn đeo cháy lan nữa.打起仗来跟你夫君一样弱，没必要这么绝情吧？加速前进，快快快，加快脚步，顶住，注意，准备好了，快速前进，准备开战，动作快点，注意，敌军仓皇逃窜，一群懦夫。时机已至，加快速度，快跑！
城牧区，速速前进，时机已至，准备就绪，准备就绪，准备拔剑，剑士准备，速速前进，惩治敌军，不cấm cho đua đi, để đua được này đua.Anh ta không dám đua anh à. Vũ cấm kìa, cho đánh tướng ở bên cạnh đấy. Quá. Quá chín, quay,
Chỉnh vụ cấm đi em ơi, không thì đưa lại vụ cấm đây. Đang chờ đánh lính mà. Đánh tướng thì đánh lính làm gì? Chém chết tướng ấy. Anh chơi cũng đang trong thời gian giác đã nghiện game thì bão phải chơi rồi biết làm nào. À, cho hai con kỵ chặt nỏ đi ở bên cánh phải. Chạy rồi. Chiếm doanh trại của nó.跑起来，速速前进。
前进军，跑起来，加快脚步，加速行进，加快速度，赶快赶快，跑起来，挺住，蓄积已至，鼓起勇气，挺住，加速前进，时机已至，片甲不留，快快快，准备就绪，nó là mãi không đi vào đấy. Hình 5 giây hai đạo này mày cần cả thế giới chứ đùa nó. Tan gần một vạn quân của Viên Thiệu ở Viên Thuật. Mấy đạo kệ cũng phải như là hết tích chém. Phượng Si Bào với một cái kiếm với cung, đúng rồi. Áo choàng với cái kiếm thôi. Còn có một bộ nữa đó là cái áo với cái cung. Thì mỗi bộ nó búp cái khác nhau, tùy vào mình thích cái gì. Luôn chém hết con mẹ của mình. Hảo bình loạn giấy, chứng chứng sư hải. Là an toàn nhất. Yì tổng thiên xa. Bà thà mẹ quen đá phá xa. Xì tình dùn biên. Vây gia hải nê, loạn sư suy định. Điển rắn chí chỉnh, thông chí đí chương. 释放怒火，消灭敌军。好多的。火军如有天助，气焰大盛，
还是有些用处的。拿起武器。准备伏击。一统天下。đứng ra ngoài là còn tiếp viện được nhau. Rồi bây giờ hòa được chưa? Sự đồng chiến giới, tôi vô hoa khờ sô. Cái nhà con mẹ thằng Lưu Ngô mình không chịu hòa à? Không, không Lưu Ngô hòa được, nhưng mà thằng Viên Thiệu thì có thể hòa được, nhưng mà hòa thế đỡ giải quyết được gì. Lưu Ngô không chịu à? Không, hòa với Viên Thuật được, Thiệu được luôn, nhưng mà cắt đất cho nó thì chấp nhận cắt thì cũng được, nhưng mà anh nên hòa đi anh ạ, tại vì quân của nó đang xếp sẵn ở chỗ đất anh ấy. Không, Lưu Ngô thì không hòa được, Viên Thiệu thì hòa được thì anh có thể đỡ được cái mặt trận đấy, dồn sang đánh, nhưng mà chắc phải hòa thôi. Nhưng mà bọn nó là liên minh quân sự thì không biết là mẹ một thời gian sau bọn nó có chịu hòa lại không. Sự đồng chiến giới, vô hoa khờ sô. Đây là tỉnh Hà Nội à? Âm hơi cao. Chả lương thực cái đéo gì, chả lương thực. Cái này chỉ có cấp đất thôi. Mấy cái này cũng không thể đủ đâu. Mấy cái này nó chỉ tầm giảm được 10 điểm. Buộc phải cắt đất. Cắt đất thì mình sẽ đỡ được cái mặt này, quân mình sẽ dồn vào đánh Lưu Ngu thì còn đỡ này. Trung Bùi chấp nhận đi. Khán lại hãy bố thua. Yêu hoa khoai số. 交谈如此令人不悦，还是快快了结。
今晚休整一夜。向前，我们应当派兵驻守。咋了呢？嗯，别了。跟中国话边跳到。都练。Bây giờ em sẽ bỏ mấy đại quân này rồi tên sau để lại chỗ Heavy nha. Ừ. Đạo Điền Vi thì không về được thì cứ đi đánh tiếp thằng cung độ cũng được. Mà tốt nhất là mày nên hòa với bên Viên Thiệu. Mày vẫn đang đánh Viên Thiệu à? Ờ, em vẫn đang đánh Viên Thiệu. Hòa được nó thì hòa đi. Thế em không có đàm phán được nha. Nó không có cái bản này đàm phán luôn á anh. Bà ngoại giao tối luôn đen luôn à? Ờ, tối đen luôn. Không thể làm gì được luôn á. Thế được, thế cũng thôi, kệ mẹ đi. Từ sau anh xem ấy. Chắc là mày là chư thần mà không được phép ngoại giao. Nhưng mà đây giờ đang đánh Lưu Ngu rồi thì. Chưa, em vẫn chưa đánh Lưu Ngu. Nhưng mà tin trước em vẫn ngồi giao được mà. Vẫn trong cái của anh. Em xin anh 2.000 tiền ấy. Thì đấy là lúc đấy là lúc lúc đó anh Sơn Đế rồi à. Em vẫn ấy được. Nhưng tự nhiên bây giờ là không được. Để em vô lại thử coi. Chắc nó bị lag anh à. Sự vầy thăng sân lý mín trí thiên xạ. Phải bạo nguyện chú hấu trí thiên xạ. Đấy. Được rồi này. Mẹ bị lag. Này thoát anh này. Rồi, này con chuột nó bị double kick rồi anh nha. Chút đều à? Để rồi. Này là phải tốn tiền con chuột khác. Đây thế. Vào đi. Mua hẳn chuột xịn vào. Kì nhỉ, nếu mà em là chư thần của anh thì anh hò thì em cũng phải hò với nó nha. Chư thần nhưng mà nó gần như là một chư hầu độc lập. Nó dưới danh nghĩa là chư thần thuần phục đế quốc. Ngay ở ngày xưa như đế quốc Trung Hoa nó như kiểu là thằng hoàng đế nó là ở trung tâm, xong những cái thằng khác nó gần như là nó cho tự trị ấy, nhưng mà phải quy thuận. Giống như kiểu Đổng Trác vào kinh rồi 18 lộ chư hầu ấy, gần như bọn đấy đều tự trị hết mà. Nhưng mà nó vẫn trên danh nghĩa nó phải thuần phục vua Hán. Thằng nào mà dám ngo ngoe thì các lộ khác nó đập. Bật hình của đại quân đi anh, bật hình của đại quân xấu bỏ mẹ là bật đần đéo rồi.
Tôi thích nhìn hình đạo quân này. Nhìn cái mặt nhìn ngu cả lính thì mình cũng nhìn. Giọng câu họp là thằng Trung như đây là Lâm gì ở đây. Chỉ có nhiều ông hơi bị ngáo anh ạ. Chắc mới vào xem. Lưu Bị cũng hơi đông đấy. Anh sợ mày không chơi được. Tiềm lực của mày chỉ có được có hai đạo đúng không? Ba đạo. Ba đạo như Điển Vi đã về ở đâu? Bây giờ đạo Điển Vi chạy về cũng hợp cứt. Em ăn 30 điểm lần anh ạ. Cái gì? Âm 30 điểm lần mới hòa bình được với thằng Viên Thiệu. Âm 30 điểm à? Ngày trước anh cũng âm tầm đấy, anh phải cắt nó mới thành. Nhưng mà em thì không có đất gần nó. Thật ra thì cũng không sợ. Chắc em bỏ địa đại điểm vi đi về đây. Như trên đất anh em vẫn bỏ được. Đặc biệt là cái chiêu thần của anh. Thế bỏ đi. Thành trì không up lên toàn tới level 5 đấy. Cung đô còn mẹ cả thằng Lưu Yên nữa nhỉ. Và xong thì tạo mấy bọn này nó sẽ lui về nước của nó hết. Còn cả thằng Ngô Quốc to đùng ở dưới nữa. Dầu sụ. Lưu Bị tham gia rồi em ạ. Sao mẹ đẻ quân ở Kỳ Linh ở Thọ Xuân làm gì? Sao không đẻ hết được Hạ Bì đi? Đẻ đó em, cái gì em đánh thằng Lơ Bị chứ. Thủ thằng Lơ Bị chứ. Thì Hạ Bì có phải thua không? Thì Hạ Bì đẻ Điển Vi ở dưới Hạ Bì tí nữa. Có hai đạo trên đó. Cả dưới đây Chia quân ra thế sợ mà không ăn được anh chứ. Kiểu ở dưới đang có một mảnh đất của bọn giặc khăn vàng nó lọn lên đây để xuống chiếm.
con đường thống nhất thiên hạ còn quá gian truân. Mốt già mà không chết đấy, không cái đấy không cần dùng mốt bởi vì bản chất. Đánh nhau đi. Cái đấy không cần dùng mốt, cái đấy bản chất tính năng game đã có rồi. Trừ khi chơi crack bản cũ thì mới không có. Càng quá nhỉ, hậu phương tiền tuyến đều SOS. Lãnh thổ thế này cũng phải chấp nhận thôi, bởi vì lúc đầu mình ở giữa Lưu Biểu thì không đánh được. Cầm kỵ đi em. Anh cứ đưa hết kỵ cho em đi. Nói về điều kỵ em là Injabet. Ok anh, sao anh lại thế? Sao anh lại khen thằng em tí nào? Có động lực chứ. Thank you.
是的，倒是再来啊！耐心点，迟早会去收拾你。顶住！尽情自杀！抓紧，快速前进！梦想云端，进攻！顽强不屈，做好准备，杀光敌军！快跑！根本无力击败我，可怜之语必出自可怜之口。听命，时机已至，赶快，赶快，速速前进，准备就绪，准备就绪，离胜利又近了一步，加快脚步。敌军，冲啊！是的，好。跑起来，加快脚步，准备开战，做好准备，前进，进攻，忍住，尽情厮杀，注意，加快脚步，赶快，赶快，进军。做好准备，跑步。一，顽强不屈，听我命令。努力妹，然后你啥呢？就这样。啊，解开大功难喽。加速前进，进军。
加快脚步，跑起来，准备就绪，加快脚步，快快快，跑起来，鼓起勇气，鼓起勇气。若想歇歇，我定奉陪。在吾面前，尔等应有自知之明。准备就绪，快快快，速速前进，动作快点，时机已至，加快速度，赶快赶快。挺住，快快快，剑士准备，士兵应阵，长剑在手，顽强不屈，顽强不屈，就让你一败再败吧。你迟钝如此，简直无可救药。敌军仓皇逃窜，一群懦夫，准备开战，集合，进军，快跑！chặt mấy cái đạo kiếm kiếm, chặt thoải mái. Động作快点，片甲不留。加速前进，准备好了，你太弱了，鼓起勇气，凤翔云端。加快脚步，快快快，冲啊！顽强不屈，杀！保持住，这就对了。仓皇逃窜，一群懦夫。就当我便宜你们了，他们就该是如此下场，这样我们就摆脱这些累赘了，都放了吧。
đằng sau lưng khó nhỉ.好的，请讲。Sao lại để cái lạc lạc dương nó nổi loạn nữa này? Ờ, kệ, chả sao đâu. Tùy anh dệt. Nó nổi loạn thì chịu thôi, bởi vì bọn cung đô nó cứ phá trên đấy. Rú ní sổ yên. ý vô rú hơ hù xiang xia chu nè. Em nhìn cái lãnh thổ anh em tưởng là bạn Lý Trường Thành anh à. Anh nói từ đầu tới cuối luôn. Cắt ngang, cắt ngang anh hai bờ. Ý cầu 上进, 正在行进, 把战利品都呈上来, 舍身为国。诛灭逆贼！鬼em, tay chân này. Làm nào tận dụng được cái lợi thế mà thằng Lưu Biểu nó, à, thằng Lưu Ngu nó đang. Quân nó đang chia cắt nhỉ? Quân nó đang chưa tập hợp được. Khả năng của mình bây giờ đang bị cắt hết thương mại, khó mà tuyển thì để thêm một đạo nữa là cùng. Chó này lắm kỵ nhỉ? Chúng này trống vắng quá.
那念对吧？现在，嗯。Này nó đều đang chết thằng level 9 này. Liếm chim mà. Mình từ bên đó tên là liếm chim. Gì đấy? Em mới ngồi xuống tự nhiên nghe cái gì liếm chim đấy. Tướng bên đó là liếm chim. Headphone. Nào, người ta là liếm chí à, liếm chim. Anh tôi mắc kém rồi. 纵使拼尽全力，也不过一死。给我住口！ Chết thằng liếm chim này. 敌方士兵正在溃逃。不要留情。 敌方部队四散逃窜，无处不在，无影可觅。
而逃，到底是无胆鼠辈。准备士兵正在溃逃，是无胆鼠辈。绿营。赶快嘛。Chó lưu ngủ. Thằng viên thuật cũng thằng viên thiệu cũng giàn manh hủy liên minh với thằng khác để liên minh với thằng lưu ngủ đánh mình. Nhám hiểm. Cái thằng viên thuật đó, viên thiệu đó, kẻ đời dòng họ đâu gian hiểm mà anh. Nhưng mà cuối cùng rồi thất bại thôi. Liên xứng chinh chỉ, phong hiếu sử sông. Đéo biết thằng nào bại. Cái kìa anh không tin đất nước của mình à. Anh không tin chú. Kìa. Anh tôi sợ là thế. Hãy tin tưởng thằng em này. Em là đã có biết bao nhiêu năm cống hiến cho nhà Trần rồi. Từ lúc mới sơ khai tới bây giờ. Em phải tin tưởng em. Thì em là tể tướng của nước Trần. Chiến tình xin nhé. Bình chuyên có hỡ chứng bộ. Hai người phụ nữ, một người làm hoàng đế, một người làm tể tướng. Ở đây. Lý cầu thượng chi, công minh trấn thiên. Bố lộ sắc sắc. Cái này Giang Sơn gì cũng thuộc về nước họ Thiệu Viên thôi, ở nhà họ Viên thôi. Chưa biết à. Mày đang dương hay âm tiền? Đang dương 3.000 tiền. Thế thì bỏ cái hiệp định cấm tiền đi. Anh đang âm rồi mẹ. Lão hữu lại phỏng, 甚是欣慰.
可以，算你正直，我喜欢。Mình đỡ âm một tí đã. Xem có bán lương được cho ai không. Bán lương được cho thằng này không cần lương. Đồng Mân có thiếu lương không? Thằng này thiếu lương không? Thằng này có thiếu lương không? Để mẹ bọn chó này nó tuyên chiến thì nó tuần sau tuyên chiến với thằng Lưu Bị đấy nhỉ. Mà cứ đánh thằng Lưu Bị trước đi. Ok anh ơi. Đừng nai sinh hữu hạn. Bán lương đéo được bao nhiêu. Tôi sẽ hỗ trợ cho nhau. Nhà đường đang có bao nhiêu quân này? Tuần sau tiếp tục tiến quân lên chỗ Tán Quan. Tuần vừa rồi đẹp cũng như tuần ở đây thừa sức đập chết hai thằng này.
tăng độ khó, mốt tăng độ khó đấy. Cơ sầu trí dưỡng. Hy vọng Viên Thiệu sẽ không tham gia chiến trong một khoảng thời gian. Lưu Bị nhiều khả năng là dòng thuyền đi lên trên em ạ. Tiền năm này chắc phải cắt bớt chức vụ của bọn này đi. Thừa thượng thừa. Bàn Long thì vẫn để lại này. Tả tướng quân, hữu tướng quân để lại thế này. Kẻ cướp khét tướng cũng được này. Một cái dưới này để lại, chỉ có bỏ cái tài năng bẩm sinh này đi. Ba tướng này đi. Thì đỡ được 400. Thằng này là 400 đúng không? 600, 800, 900, 900 tiền giả. Thì sau up tiếp cái này để trừ tiếp 10% bổng lộc. Xong rồi up tiếp nhánh này để lên đây trừ thêm 20% bổng lộc nữa. Tướng lương đang hơi cao. Đi chiến với lại thằng ấy luôn đúng không? Hả? Tuyến chiến với thằng Lưu Bị đi. Mày cứ diệt được thằng Lưu Bị đi. Diệt đứt thằng Lưu Bị đi. Ok. Quan trọng là anh không biết mày. Giờ, giờ kéo quân xét biên giới nữa nè. Trịnh Giang mà đánh lên An Bình Cư Lập hơi căng. Trịnh Giang có lẽ tiến về Ngụy Quận xong đánh lên Tân Đô, Tân Đô. Lưu Trương đánh vào Bình Nguyên. Tách hai đạo ra cũng hơi căng nhưng mà tình thế cũng bắt buộc phải tách thôi. Đạo Trịnh Giang cứ về Ngụy Quận ở đây để phục hồi. Đề phòng nếu mà bọn này đánh xuống thì cũng có thể tiếp viện được. Đạo này có Triệu Vân mạnh tướng thì có thể tự tin đi đánh tiếp được. Đánh lên Bình Nguyên. Tên này tiếp tục diệt đứt cung đô, đánh xuống Trương Yên. Mấy đạo này của cung đô không nhất thiết mình phải tận diệt. Đấy, nó lên rồi kìa. Như vậy Lưu Bị định đánh Đông Hải. Quân nó tập trung lắm. Ba đạo full. Bốn đạo full. Ở Đông Hải anh để thêm quân được không?
Đông Hải thì có thể để được, anh có thể để tiếp được. Xong rồi anh cứ để set ở đây up. rồi, em kéo cái đạo kia lên rồi thủ trên đó luôn. Xong rồi set up thêm một thằng thái thú ở đây nữa. Đừng cho cái thằng Viên Thiệu đó quyền thông hành quân sự nha. Nó cứ đi thôi thì đều ai cấp. Không có thì nó vẫn cứ đi mà. Mấy giờ hôm nay tập trung xuống đánh em đấy. Ừ, nó đang xuống đánh mày đấy. Khó nhỉ, mày hơi yếu. Nhưng mà để mà quân bọn nó đến tới chỗ mày còn xa. Quân Đồng Mân Viên Thuật đến tiến đến còn xa. Đi trên đất của anh thì kiểu gì bọn này cũng bị trừ lương. Quân nó xuống nó đánh thằng kia xong nó hò nó chạy lên giờ nên quân nó dàn trải trong đất mình quá. Lại chiến tranh liên miên rồi, mẹ phương Bắc khó lấy thật. Phương Bắc khó lấy quá. Liêm chí, liếm chim rồi. Mày lại cái thằng này nữa à? Bây giờ mà thằng Viên Thuật mà nó bội ước nó phá hiệp định nó đánh anh thì là càng đét đấy. Mình anh đã thể chống được hai thằng ở trên đấy. Tiềm lực nó không đủ để nhiều đơn vị lính. Mình được có một cái lợi thế duy nhất đó là bọn Lưu Ngu nó đang quân nó đang phân tách ra nhiều chỗ. Sau à? Đằng sau mình luôn này.
取勇气。cái mẹ nó lục chính đã bắn chết thằng lưu ngu này. Mình lập đội hình này.妖尘古蛇如此，怕不是在自取其辱。可悲的家伙，你根本不配活着。真是可怜的鼠辈！快快快！禁军，速速前进！停！快跑！跑起来！随意射击！将已被我军斩了，瞄准，加速前进，加快速度，赶快赶快，抓紧，跑起来，加快脚步，顽强不屈，注意。机会，可别放弃了！住口，受死吧！在。做好准备，进攻！杀！跑步前进，冲冲！快速前进！挺住，顽强不屈！速度，鼓起勇气，时机已至，做好准备，速速前进，快跑，跑起来！太平卫士，准备好了。将重夺荣誉，多言无益，快住口！杀！维护国家，上！杀！骑兵，做好准备！杀呀！准备迎战！布阵，听令！杀光敌军！无处不在，无影可觅。时
机已到，做好准备。阁下此番乃是出临战阵，住口！敌方将领已死。不，冲啊！挺住！准备战斗！就只有这点能耐吗？骑兵，集合！快前进！时机已到！冲冲冲！红进退！使劲杀！又少了一个需要操心的敌人。准备战斗！敌方将领已死。骑兵准备，速速前进！准备好，向前进军！准备迎战！跑起来！前进，鼓起勇气，时刻准备，太平卫士，本地待命，进攻，时机已至，尽情厮杀，不要留情，做好准备，展开攻势，箭矢准备，敌方将领已死。原来无恙啊，你这懦夫！尽情厮杀，快上！骑兵，准备推进！注意！骑兵，做好准备！准备好了！听令，加快脚步，不要留情！就位，战士们注意，挺住！敌方士兵正在溃逃，做好准备。太平卫士，准备，做好准备，准备好了。顽强不屈，đừng gọi nào。Mấy cái thằng triệu vân này
去。滚xịn, tướng chết không ảnh hưởng nhiều. Quân à? Bình Nguyên hơi khó rồi. Hàn toại chuyên gì đến đồng minh.我如何互相协助呢？
anh để sẵn một đại ở Đông Hải đi, bên sau rồi em chạy tới phục kích bên đó rồi để nó đánh rồi thủ đó. Thả tu đi. Tử trận thế giới, 无人不知. Tôi 所看中之人，皆是精兵良将。斩尽杀绝，他们必会中此圈套。该走了，蛰伏等待。向前进军，本军有何情报？速速呈来。工作短了，挨雷的。Chiến dịch quân sự ở đây tiếp tục phải tiến lên. Này, cái thằng Lơ Bị này em không biết quân nó đánh nhau ở đâu mà đạo nào mấy cái đạo nông dân của nó level 10 anh ạ. Càng tốt. Chủ yếu lính nó toàn nông dân nhưng mà level 10 không biết nó đang đánh nhau ở đâu liền bình bình thế. Như là càng tốt chứ sao. Cung hiện tại cũng rống xinh chi chi. Ừ, từ giờ sau cái đạn này xong rồi. Xiao mie di ju. Tao tu. Đạo ở trên chắc anh ráng gì cung đô càng nhanh càng tốt anh ạ. Diệt nhanh thì cũng phải 7-8 tân. Một mới diệt hết được nó. 不能再消耗物资看押他们了，这些贼兵人人都是为各自信念而战罢了。纯心守阵，成立。Một gái của Trương Phi đã đang ở bên thằng Duy Thiệu. Định chấu trọng trị, đa nhân chiến lĩnh, sử chi đa trận. Xí thính tuân biện.三思而后行。Tập hợp ở hồ ở Lạc Dương để diệt nổi loạn sau đó lên Hà Bắc. Ở đây thì có quân của Công Tôn Toản ở đây rồi. Thế hỗ trợ đánh cùng.Rồi bây giờ vào trận đánh nữa.不留活口，干掉他们！全军出击！杀呀！không thể có quân nó đúng không? Không thể có quân nó auto được. 杀光他们！
我到底武多cũng khá là giàu. 又赢了一次。全杀掉，让他回来，让他们闭嘴。Phải để thêm nửa đạo nữa ở nhà, tại vì đang đóng mừng nó đang chạy xuống đánh em. Không quân thủ ở nhà. Bây giờ anh cần thêm rất nhiều tiền. Thì anh sẽ bán hết những cái linh tinh này đi để lấy tiền. Lấy được ít nào ít đấy. Xin hoài thản thẳng, thì ni wo lao bu ge po. You shi ni zhe si. Hao de, qing jiang. Zhen yu ni you shenme hao shuo de?提议值得我们重视。你有何事要相谈？足下慷慨大方，再次谢过。唯有扫清六合，天下才能出征数日，今日始归。满怀信念，奋力一战。心有所欲，隐而导之。Đó, có hai đạo ở chỗ đấy đang đẻ Nhan Lương với Công Tuần Tỏa. Cao Thuận 50 tuổi. Hãm trận Doanh. Tuần sau phải tập trung xây dựng. Sao xây khu dân cư ở đây nữa. Thành cấp 8.
Em có biết đứng ở đây nó có thực hiện được không chưa nhờ? Đâu? Này, đạo điểm vi em này. Cứ đứng ở đấy thôi, nhưng mà chưa chắc bọn nó không có máy công thành nên nên tin này bọn nó chỉ vây thôi. Cũng không cần thiết tin là mình phải vào đâu. Lùi lại một chút. Đấy. Bọn nó nếu nó đánh Đông Hải này thì nó phải mất một tên nữa để nó vây. Thì lúc đấy thì quân của Công Tôn Toàn sẽ tràn vào. Nhân Lương đằng sau bọc Hậu. Đại của Kỳ Linh đánh vào được Quảng Lăng thì đánh, bởi vì anh nghĩ ở đây không có quân đâu. Đại Kỳ Linh đến Mai Phục ấy, đi đến tầm 25% trong Mai Phục ấy, để xem chú Quảng Lăng Hoài Âm có quân không. Không có mình chiếm ở đấy. Lưu Bị còn mỗi Quảng Lăng thôi. Diệt nó đi cho nó đỡ mẹ. Ây da, mẹ đạo này toàn cấm vệ quân ạ. Hoàng Thiên vệ quân. Đạo của nào toàn cấm được luôn. Lưu Ngu này, cái đạo trên Ngụy Quận này. Toàn cấm vệ quân. Ăn. Ghê nhỉ. Kẻ lâu lắm. Giờ tuyên chiến Lưu Bị luôn nha. Nghĩ giờ tuyên chiến hay là tên sau nha. Cứ tuyên chiến đi. Đi phải đợi chờ cái gì nữa. Đã Kỳ Linh của mày di chuyển đến đâu rồi? Mắc chưa? Đấy, mắc rồi đấy. Cái đó là mắc rồi đấy. Thế thì cũng chưa cần tuyên chiến đâu. Tuyên sau tuyên chiến đi. Cẩn thận cái mạn trái của mày nhá. Cẩn thận mạn trái bọn nó đang tràn, bọn nó cũng đang mang quân tới đấy. Biết rồi. Thì mới để đạo quách gia ở đây thủ đây. Nếu mà cái Nam Dương này á, mà em thấy nó cái tình hình nó xuống này đánh Nam Dương, em sẽ đưa cái Nam Dương cho anh. Để nó đánh xuống Trần Quận, em sẽ thủ ở Trần Quận. Tầm 3.000 tiền mà còn có bạn nữa. Thì phải đánh nhau nhiều vào mới có tiền. Lấy tiền thì đánh nhau nó mới ấy được. Nãy nó lên như vậy ấy. Chưa. Nó lên thôi nhưng mà nó chưa làm được gì. Có vẻ như nó không đánh vào Đông Hải. Nó dễ sang bên phải như này, nhiều khả năng nó không đứng vào. Như vậy là quân bọn nó nhiều khả năng không có ở Quảng Lăng đâu. Anh nghĩ mày nên tận dụng tối đa. Cái đạo Kỳ Linh mày đã mắc tốc để mày đi chưa? Mày mắc tốc rồi. Thành quân gấp cơ mà. Thành quân gấp á? Bởi vì tuần sau mày đã tới được Quảng Lăng đâu. Đang không tuyên chiến thì sợ gì mà đi vào đất của nó, có sợ gì đâu, nó có đánh mày đâu.
Nhưng tên sau mày lại lỡ, mày lại chưa đánh được Cẩu Lang ngay, mày lại phải đợi thêm một tên nữa. Em mất thời gian không? Viên Thiệu đang dồn quân xuống nha. Đánh em Dương ấy, còn mẹ đã tới không? Không, không tới, chưa thể tới nữa. Tên sao em lại bán đi? Theo tao mày bán cho Lưu Biểu đi. Mày bán cho Lưu Biểu để lấy mà lấy tiền. Lưu Biểu lấy tiền. Anh cầm cái đấy anh trả quyết cái đéo gì. Bán cho Lưu Biểu thì còn lấy được 1-2 nghìn. Đỡ đần. Cái tầm này lấy tiền tươi thôi anh ạ. Được, tùy thích lấy tiền nào thì lấy. À, 1-2 nghìn cũng chả giải quyết được gì. Lấy tiền tươi thì vài vạn. Ở đây không có quân của nó, mình auto cũng được. Trời, thương vòng quá đáy. Họ với tôi là đối thủ, phải nghiêm túc. Phụ nữ cũng phải ăn cơm, thôi thả đi. Chúng mày vào đây, một phát đánh ba thằng này luôn. Ôi, mẹ lại có quân ra đấy. Rút. Té lẹ. Ok. Thì dính vô. Mẹ, một cái sự vô lý vãi lìn nhỉ. Còn mẹ. Vẫn dính. Cày đéo chịu được. Mẹ, chạy xe cơ đó mà vẫn dính. Đéo thôi. Chó chết thật. Phạt gian man quá anh ạ. Khó quá, một mình anh cân thằng này hơi khó. Hết thằng Viên Thiệu đến thằng này. Tắt quy mô gì? Tắt được không nhỉ? Đéo để ý quá đấy. Rồi có lẽ phải bỏ Hà Bắc. Dồn xuống phía dưới. Xong rồi đánh từ dưới lên. Bây giờ
今日最宜兴兵，诸位可与我一同杀敌。纵使敌人气焰滔天，我们也绝不畏惧。白昼虽然缩短，我等却不可早歇。Bây giờ mày phải diệt chắc phải bỏ mấy cái thành ở trên đấy xong rồi rút về phía dưới anh em ạ, chứ không là công thủ lẫn lộn như này cũng căng. Không đổ trên ạ. Mày cầm tiếp viện nha. Chạy được vào đây thì chạy nhá, chạy khéo khéo à, né bọn nó ra. Đẹp 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 đấy. Trân xin nhì sân xa đa mấy cư hú xí bà. Thiết kỵ mạnh đẹp thật. Sì sì hô chế sụ trên trang nâu dư lạ. Nhì yên cư thú bì, 我当原样奉还。攻击敌军，准备就绪。为了大业，砍翻他们，顽强不屈。
敌军仓皇逃窜，一群懦夫。四散而逃，到底是无胆鼠辈。đứng nép nép anh ạ, bởi vì cái mạn dưới đấy mạn bọn nó mạnh. Mày đứng ở đằng sau lưng ấy, tẽ ra. Bọn dân binh yếu lắm, đứng sau lưng hết đi, cùng có thể đứng hết sau lưng đi, bảo vệ hai cánh cho anh là được rồi. Bảo vệ hai cánh cho anh nhé.吃力，需要帮手。哈，住口！Cho giáo bọc bằng sau lưng anh đi.逃窜，一群懦夫。放箭，举起长矛，准备就绪。攻击敌军，我必将取胜。快点，快赶快，做好准备。起手就绪，注意。脚步，集合，跑起来！开战！注意，鼓起勇气！
做好准备，加速前进，士兵列阵，准备开战，加快速度，变阵，诛灭敌军，骑兵听命，使劲杀，砍翻他们，片甲不留。听命，主意，冲啊！敌军四散而逃，到底是无胆敢来我打嘛？没得个呢。一将受首，敌众溃不成军。Hết bọn kỳ nó không có được vào đứng ngoài nhìn.起斗将，片甲不留，你必败无疑。快，赶快，准备开战，士兵列阵。điều chỉnh bọn giáo đi, bọc lót những cái chỗ nào mà ấy đi.Để đứng im đấy.Bắt quái trận đấy.Sau lưng.Cung cho quay lưng lại đi. Mà nó vẫn còn đấy.进行厮杀，
Đâu giáo đi xa kìa.仓皇逃窜，一群懦夫，跑起来，速速前进，加速前进，统一，杀，在，动作快点，凤翔云端，快赶快，准备好冲锋了吗？快快快！等手段也来献丑，哈，敌将已被我军斩了，起手就绪，跑起来，加速前进，加快速度，快赶快，机甲铁骑，快跑，不要留情，进攻，时机已至，mặt sau nha. Rồi gã mẹ ngựa rồi. Ván chẳng không chứ. Chí biến chứng minh. Vũ chí dụng chí. Cảm khoai cảm khoai. Cảm khoai cháu bộ. Khoai khoai khoai. Chỉ sợ sau phải lại đây coi ở trước không ấy. Một con kỵ chạc vô ở phía sau đi để đào kiếm nó đứng đây nó kiếm nãy giờ.
nhấp nháy hết. Chạy. Lão. Dám mẹ đánh mẹ nhau trên đất tổ tiên. Em hỏi mua game trên Steam, em lên workshop trên Steam ấy. Steam nó có workshop thì đa Việt hóa trên đấy. Còn list mode Việt hóa hay là list mode campaign thì em vào Discord của nhóm, link Discord ở trong mô tả video. Anh có chơi UMO3 anh chơi không thì hay lắm nên anh không chơi. Ông một cũ về mua Warhammer 3 và trả cho máy anh. Liu bị áp sát anh rồi, tuần sau kiểu gì nó cũng đánh vào đây. Đã nhắn lương cho đấy bắt lẻ. Điển Vi sau có đi được tới chỗ Khai Dương không, lang ra không? Em nghĩ em cũng chưa biết anh ạ, tại đang phục kích nên chưa thấy cái đường đi của nó. Anh chui về đây không biết nó có đánh anh ở đây không nhỉ? Sẽ vậy anh ở đây đấy. Có khi em sẽ đứng đây em phục kích nó này. Đấy. Nên vô một cái là anh em mình bị ập tới đập đó. Thôn tính thiên hạ chưa bao giờ là đơn giản. Mấy cái chỗ này đây tôi nghĩ chắc phải bỏ thôi. Lui phương dưới, xong rồi chúng ta đánh từ dưới lên trên nó sẽ dễ hơn. Là đánh cái kiểu như này. Đoạn này không có máy công thành. Triệu tập quân đội ở Lang Gia Đường Vũ này. Bán đất cho Viên Thiệu. Ờ đúng. Có lẽ lấy tiền tươi luôn nhỉ. Lấy tiền tươi đi để bơm cho em với. Vậy. Bệ hạ, bệ hạ bất tướng thần. Mà gánh vừa chống địch vừa gánh thằng em à. Thằng cứu thần là thần con đấy bệ. Vào tu đi. Gánh cong lưng à? Thù trong giặc ngoài à? Không ai là
Thôi, thường trong giật ngồi như thế. 成天所住, 我军必胜。 就当我便宜你们了。 Ủa, giáp đỏ. Tình nghĩa anh em chúng ta. Cao cầu. 快滚回去吧。 秋日一过, 便是冬季。 giao dịch nhanh. Thằng này giới thiệu là lấy tiền tươi luôn anh em. Này mà em đánh nhau với thằng lâu ngôn nữa là em là tứ bề thỏa địch. Trời đây nè. Có Trần Quốc Bảo Kê mà lo cái gì. Này mình đánh nhau nhiều quá, không biết nó khi nào nó tuyên chiến à, mình lấy tiền tươi cho chắc. Công đúng đang rồi. Đang ấy đang có hiệp định với nó tuyên chiến cái là mất cái khoản đó. Ổn. Bán hai cái tỉnh này tốn tiếc thật. Muốn phải bán ở bên làm nào. Hai tỉnh này mày trả tao bao nhiêu? Em nghĩ chắc hơi khá nhiều ấy. 72.000. Đấy. 70.000. 68.000. 67.000. 67.000. Đìa. Được mớ tường, mớ tiền đấy. Ngon. Xin hoài thản thẳng, giờ ní vò lão bù cờ phô. Tiền lên gần 100k. Bơm cho thằng em vài nghìn nhé. Lạc dự. Cứ từ từ. Em giải chứ, khi nào em hết tiền em xin. Giờ em vẫn còn nhiều. Bao nhiêu công sức của tao, bao nhiêu mà sinh linh chết ở đấy đổi được có mấy nghìn, mấy bạc lẻ. Không đáng một chút nào à. Ơi, qua tên anh rồi nghỉ hay sao anh? Thiên hạ hợp tan tan hợp. Cho đại kiều đây. Đấy. Trần Quốc. Đấy, nghỉ chưa? Thôi, nghỉ thôi. Ừ, để hôm sau chơi tiếp anh em. Đúng Hải, Đông Hải vừa gắn Đại Kiều làm đấy là gần 4.000 quân thủ thành, cộng thêm quân của Công Tôn Toản không dễ công đâu. Thôi, hẹn anh em buổi sau chúng ta chơi tiếp nào. Càng quá. Thủ trong giặc ngoài. Ơ kìa. Khó. Đã sẽ là thủ trong. Rồi, xin chào và gặp lại nha, bye bye.